Ví dụ như căn nhà có diện tích 250 m² tại huyện Cần Giờ, có diện tích đất vượt hạn mức là 90 m². Theo giá đất hiện hành là 900.000 đồng trên mỗi mét vuông, thì nếu như chuyển nhượng hoàn tất trong tuần này, với hệ số K cũ, thì số tiền gia đình này phải nộp cho cơ quan thuế là 1 tỷ đồng. Thế nhưng, nếu việc chuyển nhượng này diễn ra vào tuần sau, thì với sở hữu K mới tăng từ 1,3 lên 1,7, thì số tiền gia đình này phải nộp là 1,4 tỷ đồng. Đây cũng là khu vực mà hệ số K tăng lên cao nhất trong lần điều chỉnh lần này của thành phố. Khu vực trung tâm, hệ số K sẽ tăng từ 2,1 lên 2,5, tương ứng với 19%. Còn khu vực vùng ven sẽ tăng từ 1,7 đến 2,1, thì tỷ lệ tương ứng đến 30%. Theo các công ty bất động sản, việc tăng hệ số K là phù hợp với tốc độ phát triển giá trị đất vùng ven như hiện nay. Năm ngoái, thị trường nhà đất nó tăng lên rất là nhanh và cái giá trị đất ở những cái khu vực vùng ven, đặc biệt là quận 9, Nhà Bè, tăng rất là nhiều. Thì như vậy nhà bắt buộc là chính quyền thành phố sẽ phải điều chỉnh tăng cái hệ số K lên. Tuy nhiên, việc điều chỉnh hệ số K bình quân lên 0,4 lần, số tiền thuế phải nộp cao hơn, phần nào sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp và các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu chuyển nhượng. Nó sẽ có tác động chủ yếu là đối với cá nhân và hộ gia đình khi hợp pháp hóa, hợp thức hóa cái quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Cách tính mới như thế này sẽ dẫn tới cái khả năng tài chính của một số cá nhân, hộ gia đình là sẽ không có được đảm bảo. Do vậy sẽ dẫn tới cái tình trạng là xin nợ tiền sử dụng đất lại gia tăng, và điều đó nó cũng ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách của thành phố. Ông Châu cũng cho biết, việc áp dụng hệ số K mới sẽ tác động tích cực đến giá bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng cao hơn so với năm trước. Tuy nhiên, do nguồn cung dự án nhà ở hiện nay sụt giảm 80%, việc tăng chi phí giải phóng mặt bằng sẽ khiến giá trị bất động sản tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.